một dòng máy rửa xe điện là một dòng máy rửa xe pin với độ an toàn cao và có thể di chuyển được đi rất là xa. Đặc biệt thì hôm nay bên em đang có chương trình tặng cho mọi người rất là nhiều những phần quà hấp dẫn, cho nên là em nghĩ là mọi người nên xem cái video này từ đầu đến cuối nha. Rồi bây giờ cùng nhau sẽ review sơ về con máy này trước nha. Một dòng máy rửa xe pin, và con này sẽ là chân pin phổ thông, cho nên là các anh có thể là đã có pin rồi thì mình chỉ cần mua cái thang không. Thì cái thang nó sẽ bao gồm những cái phụ kiện đi kèm theo như là thang máy nè, dây hút nè, đó, thang máy, dây hút, bình bọt tiết đúng không, rồi hai cái bếp này, xong rồi một cái súng nó dài như thế này và một cái phiếu bảo hành như thế này ha. Thì hôm nay bên em sẽ có chương trình tặng quà cho mọi người nếu như mọi người mua combo nha. Nguyên combo sẽ đi kèm theo là một cục pin và một cục sạc nữa nha. Cho nên hãy cùng nhau xem hết cái video này để có thể biết được giá hiện tại bên em đang bán như thế nào và phù hợp không hay không ha. Nhưng mà đừng khóc em ơi. Test máy á. Bây giờ em sẽ test thử với cái bếp 360 độ này. Rồi bây giờ là bếp 0 độ nha. Rồi. Khá là mạnh nha. Rồi đỡ bếp nè. 15 độ. Rồi, 25 độ. Rồi, 40 độ. Và nha. Thì nó sẽ là bếp xòe nha mọi người. Đó. Lượng nước cũng khá là nhiều ha. Lượng nước khá là nhiều. Và mình có thể chuyển hướng được rất là nhiều. Như thế này. Mình xoay được hình tròn luôn á, như thế này. Rồi mình xoay được. Đó, xoay này. Xoay cái đầu này, đó. Rồi. Với một con máy rửa xe pin, chân pin phổ thông như thế này, mọi người nếu đã có chân pin này rồi thì chỉ cần mua cái thang không. Thì cái thang nó sẽ có bao gồm là một cái thang máy nè, một cái dây hút, một cái khớp nối dài, hai cái bếp xanh như thế này, một cái bình bọt tiết. Đó, là chỉ cần mình mua một cái thang thôi, là có nghĩa là chưa có pin sạc thôi ha. Rồi, còn nếu như hôm nay bên em đang có chương trình combo cho mọi người, nếu mọi người mua pin và sạc luôn, một gồm bao gồm là một cục pin và một cục sạc như thế này, nó sẽ có là 1,5 triệu, giá chỉ có 1,5 triệu thôi, mà bên em tặng cho mọi người là một cái bếp 180 độ, một cái bếp 360 độ, một cái túi đựng khá là to như thế này đó. Với một cái túi cực kỳ to như thế này, mình sẽ bỏ vô nè, khá là nhiều sản phẩm vào được luôn. Đó, mọi người thấy không? Vẫn còn dư nha, vẫn còn dư. Và xách đi như thế này rất là tiện lợi cho mình đi làm vườn. Và tặng kèm cho mình một cái bình cái này như thế này. Một cái này gọi là cái xô đựng nước cho những anh mà về quê á, khi mà mình không có thùng á
thì cái xô này nó sẽ có một cái xô sẵn luôn đó. Mình vô mình xin một ít nước là mình đã có rửa được một cái xe rồi, rất là tiện lợi cho mình luôn. Chỉ có 1,5 triệu thôi. Nhanh tay chốt đơn nha, với số điện thoại bên trên hoặc là comment bên dưới. Địa chỉ thì em để đằng trước cho mọi người, và sẽ có một chi nhánh nữa ở Bình Tân, 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha. Nhớ có gì thì mình comment, còn không thì mình alo nhanh cho em ha, để chốt đơn ngay cái dòng sản phẩm này luôn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo.